Ok, vậy là mình đã nhận thành công 80.000 quân huy vào trong nick rồi bạn nhớ. Các bạn nhớ xem hết clip, like, đăng ký, bật chuông thì mình sẽ tặng cho các bạn rất là nhiều phần quà như là trang phục nha. Hello anh em, chào mừng anh em đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Thì trong clip trước mình đã hướng dẫn anh em cách nhận 50.000 quân huy và làm miễn phí rồi. Thì đây, mình hiện tại thì trong clip trước mình cũng có tặng rất là nhiều bạn, mình tặng tốn hơn 10.000 quân huy rồi, chỉ còn 40.000 mà thôi. Nên là sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn cách hack quân huy, nhận quân huy miễn phí mới nhất trong clip này nhá. Đầu tiên thì bạn nào đang xem nếu mà thích mình tặng những phần quà đây, phần quà cáp này. Sẽ có rất là nhiều phần quà để mình tặng cho tất cả bạn. Thì các bạn cứ làm đủ các bước: like, đăng ký bật chuông và bình luận cái tên nick. Nhớ là phải tên nick thì mới tặng quà cho tất cả các bạn được nhá. Chứ còn nếu mà không có tên nick thì sẽ không tặng quà được đâu. Ok chưa? Đây thì sẽ có rất là nhiều rất là nhiều những cái bộ trang phục đẹp, rất là nhiều bạn cũng thích. Nhớ là phải xem hết clip không tua, like, đăng ký kênh, bật chuông thì các bạn sẽ được tặng những cái phần quà này nhá. Đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, mà không còn không làm được nữa thì thôi, còn làm gì nữa đúng không các bạn? Đây rất là nhiều bạn. Thì trong mỗi clip mình sẽ chọn ra 10 bạn để mình tặng cho, đó chính là trang phục 999 con huy các bạn nhá. Đó, mình sẽ chọn ra 10 bạn may mắn sẽ nhận được trang phục này. Còn lại các bạn thích những bộ trang phục khác thì như là cái gì nhỉ? Một số trang phục các bạn cũng thích, từ từ để mình xem nhé. Một số trang bộ phục các bạn thích như là dép phi dung nham này, đó, dép phi dung nham nhá. Đây thì chúng ta có Zeus diệt nguyệt tử sĩ, rồi là Batman này. Rất là nhiều trang phục các bạn thích đúng không? Nhớ bình luận ở dưới nhá. Rồi, tiếp theo thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn cách hack quân huy luôn. Thì ở đây mình đang có 40.000 rồi, thì các bạn sẽ nhấn vào nạp trong game này. Đó, các bạn sẽ click vào gói 9 quân huy nhá. Giờ thì chúng ta sẽ nhấn vào gói ít nhất, xong hiện lên bảng thanh toán này, quay trở lại. Đó, các bạn sẽ chọn 5 lần nhé, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Rồi, thì sau khi mà đã gọi là xong rồi thì bạn sẽ vào cái phần đây. Tiếp theo nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bước tiếp theo nhá. Các bạn sẽ nhấn vào nút cài đặt này. Đây, ở đây nhá, sau khi mà đã nhấn vào nút cài đặt xong rồi thì các bạn sẽ nhấn vào nút điều. Ở đây này, mình kéo xuống phía dưới đây. Các bạn nhấn kiểm tra mạng nhá, các bạn nhấn kiểm tra mạng. Đó, các bạn cứ làm như thế này cho nó lỗi kết nối các bạn nhé. Đó, các bạn nhấn tiếp này. Các bạn nhớ là kiểm tra hai lần nhé. Bạn sẽ kiểm tra 2 lần. Rồi, sau khi mà đã xong này thì các bạn sẽ vào một trận. Đây, chọn chế độ này, tập huấn này, các bạn chọn đấu luyện này, vào trong đây. Các bạn chọn một con tướng ngẫu nhiên nhá. Mình cũng vẫn chọn Nagaroth đi. Còn con bên kia thì các bạn cũng chọn Ngộ Không cũng được. Đó, mình sẽ chọn nhân vật giống clip trước cho nó dễ các bạn nhá. Đó, mình sẽ chọn nhân vật y hệt clip trước cho nó dễ. Rồi thì sau khi mà đã gọi là được rồi ấy, sau khi mà gọi là đã được rồi nhá, thì đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái bước tiếp theo này. Sau khi mà đã vào trong đây xong rồi nhá, thì các bạn sẽ cộng nhiều vàng lên, cộng nâng cấp lên nữa. Đó, mua full đồ nhá. Rồi thì sau khi mà đã xong này thì các bạn sẽ lên đây. Các bạn chờ cho con tướng nó lên nhá, con tướng kia nó lên các bạn nhá. Đó, ok chưa các bạn? Đây. Rồi thì sau khi mà các bạn đã giết được, gọi là giết một mạng nhá, chỉ cần giết một mạng như thế này thôi thì giết xong rồi ấy, các bạn sẽ để trụ này, nó giết mình luôn. Nó giết mình một mạng luôn nhá. Đó. Xong lại đây, xong lên đây nhá. Các bạn chờ chút xíu này. Xong lên đây, chờ cho thằng Ngộ Không nó ra ngoài đây nhá. Không, nó không ra nhỉ. Nó sợ sợ cái gì các bạn? Đây, rồi. Thì sau khi mà các bạn đã giết được hai mạng xong rồi, các bạn tiếp tục này. Các bạn tiếp tục vào trụ cho nó giết mình thêm mạng nữa. Đây, từ nhá các bạn nhá. Đây, đây, cho nó giết mình mạng nữa các bạn nhá. Rồi, các bạn cứ để yên như thế này cho trụ nó giết mình mạng nữa. Rồi, thì sau khi mà đã xong thì các bạn sẽ quay lại sảnh, quay thoát trò chơi luôn các bạn nhá. Các bạn nhớ giúp cho mình cái phần này này, là các bạn cứ thoát luôn cho mình. Đó. Còn nếu mà không thoát là sẽ không được đâu các bạn nhé. Nó nghĩa là cứ phải thoát giúp cho mình thì mới được nha. Thoát trò chơi này. Rồi, các bạn thoát ra ngoài luôn. Đó, các bạn sẽ thoát ra ngoài luôn nha.
Ok, vậy là mình đã có 80.000 con huy vào trong đây rồi các bạn nhá. Thêm 40.000 con huy nữa rồi. Quá là nhanh và đơn giản luôn. Thấy chưa? Thì bạn nào đang xem, nhớ xem hết clip, like, đăng ký bật chuông để các bạn thách được con huy này. Hoặc là mình sẽ tặng cho các bạn những cái bộ trang phục bậc SS này, rồi là những bậc bình thường cũng được nhá. Các bạn chỉ cần bình luận cái phần trang phục ở phía dưới thôi. Rồi, thì clip của mình cũng kết thúc ở đây. Chào, hẹn gặp lại các bạn.